Radiant Team Ban. Team Empires turn to ban. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn chúng ta cùng vào với game đấu thứ hai này. Trong trận đấu giữa Empire và Augur của giải đấu Manlam Major League, và đây là vòng bảng. Đến với game đấu thứ hai thì bên phía của Empire họ có được cho mình vẫn là Daxia và Lion thôi. Và Augur thì đó là Aspirit và Bad Rider. Lượt ban đi vẫn như thường lệ đó là Beatmaster, IO, Invoke và Archemist đến từ bên phía của đế chế. Còn Augur loại bỏ đi Phoenix, Lightstealer và Night Stalker. Đến với lượt ban thứ tư này của Augur họ vẫn đang băn khoăn và suy nghĩ. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Và đó là DP tự tay loại bỏ đi hai hero mà trong game đấu trước của chính mình đến từ bên phía của Augur, đó chính là Death Prophet và Lightstealer. Và bây giờ đến với lượt pick thứ ba cho bên phía của đế chế. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Bây giờ nên pick support phần rừng và đó là Enchant. Empire pick Enchant cheat cho bên phía mình với Lion nữa. Bộ đôi đi gành ở thời điểm early rất khỏe cho bên phía của đế chế. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Và Juggernaut. Augur quyết định là carry cho... Có thể vẫn sẽ là Miracle đi safe land. Anh sẽ đánh carry và để cho No-Tail đi mid. Có thể đó là sự swap và thay đổi đến từ bên phía của Augur. Và Lycan. Radiant team pick. Lycan, hero đi rush nhà và đẩy trụ đến từ bên phía của đế chế. Vậy sẽ đánh một line up đẩy trụ và P nhà nhưng sớm rồi. Khi mà đang có Enchant và Lycan ở đây. Và Crystal Maiden cho Fly. Wow, pick con này thì tôi nghĩ rằng không hay cho lắm. Khi mà bên phía kia đã có được Lycan và chưa kể Lycan, Lion và Enchant nữa, đều là những hero núp đam chết được CM rất nhanh. Thì liệu rằng là pick CM có quá liều lĩnh hay không đây? Đến từ bên phía của Fly, không pick con này. Reserve time. Radiant team ban. Ten seconds remaining. Và cuối cùng cho lượt ban cuối thì bên phía của Empire họ ban đi hero đi mid. Đó là Windranger, họ vẫn nghĩ rằng No-Tail cầm chắc và sẽ Windranger cho Miracle đi mid ở đây. Có thể. Reserve time.
Còn Auger, nó phải ban đi cũng là hero Dimit của Scandal. Invoke chăng? Invoke cũng có thể combat được và đẩy nhà cũng khá tốt với hai đàn đệ của anh, hỗ trợ Sunshine từ xa. Mình nghĩ rằng có thể sẽ là Invoker dành cho bên phía của Empire, hoặc một hero cơ động như kiểu Queen of Pain khi mà Empire đang thiếu một ulti, theo kiểu họ đang thiếu một bộ skill AoE thì có thể là Invoke hoặc là Queen of Pain. Còn một trường hợp nữa thì có thể là sẽ là Puck, nhưng mà cũng hơi Sida tí. Mà Invoke thì đã bị ban ra trước đó rồi. Cho mọi người, mình đang không để ý lắm, đã quên mất là Invoke bị ban rồi. Vậy họ lại ban đi Nick Asin và pick Nyx. Queen of Pain nhỉ? Queen of Pain đi mid thì găm dao cũng không có hiệu quả lắm với DK. Kèo này thì tôi đang nghĩ rằng sẽ là Miracle cầm Jax và No-Tail cầm DK đi mid. Họ thiếu nút đam AoE đây, họ mới có những skill target thôi, họ cần một nút đam AoE nữa. Nút đam AoE mình đang nghĩ tới khả năng nhiều nhất chỉ ở Queen of Pain này. Queen hoặc là Puck, nhưng mà mình nghĩ rằng kéo Puck thì hơi Sida quá. Hơi khó nghĩ nhỉ. Wow. Xiao Fin cho bên phía Empire. Five seconds remaining. Vâng, chúng ta sẽ cùng vào với game thứ hai này giữa Auger và Empire. Có vẻ như đang có bug. Trong trận đấu này thì bên phía của Auger, Fly sẽ người cầm Crystal Maiden, Creep, Earth Spirit, Miracle, Juggernaut, Moonminder, Bad Rider và No-Tail cầm cho mình DK. Còn bên phía của Empire sẽ Afterlife, Darkseer, Ramsey, Lycan, Scandal, Nevermore, King Lion và cuối cùng Miposca cầm mình Enchantress. Vào được phần game. Có TP ra cắm quát các kiểu nhanh chóng thôi, để quát trên đồi để scout trong rừng xem là Lycan phải như thế nào và di chuyển đến đâu. Thirty seconds to battle.
The battle begins. Oh, I'm not that. Lại đi cô này tiếp. Liên tục đi xin từ bên phía ông team. Rồi con nách rồi. Ready, go game. Let's go. Rồi tiếp thôi. Búp dọc gài vào đằng cuống kè đường, trong đó ở Miss Scandal cũng được Miss Posca kè luôn. Trợ cho trên top thì liên tục là có chấm dầu của Minder và sự hỗ trợ ra của Crit đây. Đấm luôn Mi Posca đang cố đứng ở rừng và đợi chờ thôi. Anh sợ rằng trong rừng của mình bị block kèm mình vào chỗ Secret Shop và để lấy đệ thôi. Bắt đầu gánh luôn đến từ vị trí của Mi Posca, trong đó trên top thì vẫn đang cố gắng Hara thôi. Vòng sau có thể sẽ là giết gà chăng, có thể sẽ giết gà đến từ bên phía của team Empire đây, đè làm cho No Tail sẽ mất con gà thì Bottle sẽ rất thọt so với thanh niên này khi mà spam nó không được nhiều. Trên top Lion thì liên tục đang cố gắng tranh chấp rune rồi, kiểu phá bĩnh cái bãi quái này không, vậy họ có thể là gánh ra mid luôn. Quá mạo hiểm, quá lỗi. Khi mà DK muốn ganh DK thì ít nhất là con DK này phải ở vị trí dưới sông thì mới có thể ganh được cơ. Còn không thì quá khó để có thể giết được DK ở thời điểm này. Cho gà vào vị trí gọi an toàn để tránh bị giết thôi. Tiếp tục là thổi lửa và spam. DK tăng 2 điểm vào cái khả năng regen rồi. Tăng 2 điểm lửa có vẻ như sẽ chơi được kiểu đó là 2-1-2. Một vậy. Tiếp. Miracle dưới bot thì vẫn là mắc bạn đặt đá ra lên stun rồi. Ôi đặt đá ra lên không slow vào vị trí của King Nga và ngay tức bị chọc stun ngược lại luôn. Đấm tay còn một hit nữa nhưng có vẻ như là Ramzy không thể nào tiếp cận được và cũng không có khả năng gì, khá là khó. Chưa chọc tàn đã có hack trước. Kinh à,
chọc stun vào đây sẽ là first blood dành cho bên phía của Empire. Đúng như vậy, Moon Miner này quá láo và ngay tức phải trả ra. Quá tự tin, một cái chọc stun vào Hick đã đủ đam để cho Ramsey có thể cắn chết được cái mạng của Batrider. 1-0 cho đế chế. Afterlife máu gần hết luôn. Nhưng hai con đệ của Enchan đang lùa. No Tail thì vẫn cái kiểu là đi farm chậm. Còn SF thì khá dễ dàng rồi, farm cứ vẩy vẩy cái sau. Ta thịt được càng nhiều quái đam càng lớn. Đóng băng vào con đệ rồi. Cả con đệ khả năng ngửa rồi. For you. Đề cao hóa rồng lên và cố gắng farm cùng nó muốn đẩy trụ. Không dí đâu, Scandal, ok Scandal không, anh này tức là lấy đồ luôn. Osprey giảm mít rồi, một chỉ, nhưng mà đề cao của nước sư lợi không hề tăng stun. Mà anh chỉ tăng lửa mà thôi. Radiant's bottom tower is under attack. Liệu rằng không có stun quá khó nếu mà tên vừa rồi mà No Tail có được cái stun thì coi như là dễ dàng rồi. Bây giờ đang cố gắng tạo tổ lốc thôi, zone nào hoàn toàn có TP ra đó, TP rất nhiều từ bên phía của Empire, đá stun luôn, đặt đá lao về. Lion hết vào vị trí của Fly, chọc stun vào No Tail và họ êm trước vào Fly. Một vẩy nữa nhưng mà SF đã hết mana, quá đen nhưng mà cái thằng Fly cùng người ném tay của Mipuska là đủ cho Fly chết rồi. Bây giờ lao lên tiếp hay không, No Tail một vẩy nữa. No Tail không có stun, anh chỉ có chạy mà thôi. Đang có bottle lên dành cho Scandal, búp tốc lao lên nhưng đã bị đá stun rồi, mất rồng. Sau đó thì sao, họ dí vào Quick hay không, này có TP đặt đá mà không thể nào cản trở được. Có soi ra của Miracle và bây giờ quẩy ngược cái bên phía của Team Hogger. Mipuska sẽ ngồi chạy ngược ở đây, chảy cối hay không? Không được, họ không giết được Mipuska khi nó đang ngồi một người đó là skill 1 chém khá là thốn. Bider cùng lúc này trên top và giết được cái mạng của Lycan. Vậy là cùng lúc này thì bên phía của Empire mất 2. Trong khi đó thì Hogger chỉ mất 1 mà thôi. Dire's top tower is under attack. Thằng bay lửa dí ở vị trí tiếp của Ramsey. Hóa chó lên nhưng mà liệu rằng hóa chó có kịp hay không? Kịp rồi thì đã có sự có trợ ra của kinh hàm. Cái chọc chăn hết và bây giờ cắn ngược. Cắn ngược không? Ôi không. Cắn ngược lại bị lửa nó bơm chết. Vậy là một gọi là một con chó thui đến từ bên phía của Bider. Easy thịt chó cho Moon Miner. Chó thui luôn. Thơm kèo. Ramsey tính cắn ngược nhưng bị đam bơm lửa cùng với cái bơm bị dính cái dầu đam quá lớn. Kamezuko và cuống đẹp mít đến bên phía của Mipuska. Cái trụ này còn rất ít máu, nó đã có hóa rồng lên. Lộ smoke rồi. Đặt đá lao lên nhưng có vẻ như không thành công được bên phía của Queen thì cái trụ anh sẽ đổ mà thôi. Easy trụ cho bên phía của Augur. Dire's middle tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. DK còn đang đưa đồ trong cái đó thì Network DK vẫn dẫn đầu cùng với đó là Batrider cùng với 3k5, vị trí thứ 2, vị trí thứ 3 và thứ 4 thuộc về bên phía của Empire đó là Nevermore và Lycan cùng với 3k3. Xong rồi chip rồi. Chắc bây giờ thì DK có thể lên Blink hoặc là... theo mình nghĩ thì có thể lên Blink hoặc là Lotha. Nhưng mà đánh chủ động thì có thể lên Blink. Lotha cũng được, theo mình nghĩ thì... Lotha có thể vòng sau bắt được vị trí của Lion luôn. Một cái Lotha đam gọi là bonus đam 150 đam với
săn và thổ lửa cái đảm bảo là mình chết luôn. Còn cái Blink thì có thể gọi là làm một ban dễ dàng hơn để tránh bị cái Senchi nó dí hoặc là dí game hoặc đớt gì đó. Dire's bottom tower is under attack. Đang có smoke à, không, dùng chó đi scout trước. Rồi hai cái giáp gai dí vào vị trí của con Crystal Maiden có vẻ như không. Biết được rằng là hơi khó. Cái bot thì Miracle vẫn easy lá hit trụ rồi. Giày phây của người đó một cái ring ở Bakula và Magic Stick rồi. Fly được mới biết rằng là con chó nó cùng cái giáp gai đang dí theo vào Fly. Một hit nữa không được. Ui, Fly gần chết luôn. Fly may mắn có sự hỗ trợ ra của Earth Spirit. May mắn là anh không chết, không thì gọi là đúng nhục của năm. Bị cái giáp gai và hai con chó nó dí. Mất rồi, mất máu, mất máu, mất máu. Moon Miner biết rồi. Họa bay lửa luôn nhưng chó đang cắn, đặt đá đá stun luôn. Silent về, Silent đôi chắc đang ulti có xoay. Dí vào vị trí của King A, có chọc stun vào vị trí của Creed và bị hai con chó cắn chết, có xoay đổi lấy mạng của support support thôi. Daxia đặt tường ra, cắm cọc nhưng Miracle sẽ nằm xuống tuần này. 1 đổi 2, 4 đều dành cho bên phía của cả hai team nhưng bây giờ con chó lại dí tiếp. Nhưng vẫn còn cọc máu và đi vào trụ rồi thì chắc sẽ lùi về mà thôi. Ở mid thì SF đóng băng. À không, nổ nó vá trước, đóng băng sẽ sau, đợi chờ đã. Bây giờ mới đóng băng nhưng TP ra hơi muộn màng đã có Blink nhân. Ấp trứng, à không, tỏa ulti ra thì ngay tức bị ném lựu đạn. Tỏa ulti lần này không đủ. Đam không đủ để có thể giết được mạng của ai cả đến từ bên phía của Scandal. 5-4. Radiant's top tower is under attack. This will come in handy. Miracle như sẽ lên cho mình Manta hay là đi full đây. Senchi cắm ngược lại luôn. Có quyết định ăn rô sang này không này. 5-4. Illusion. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Combo và cùng đặt tương vẩy ma và Moon Miner nằm xuống. Tranh chấp Roshan nhưng mà cùng lúc này thì có Lycan đang đứng trên đồi và ngay tức phải TP. Đá stun thì sau đó thì sao? Roshan vẫn nằm mà thôi. À, mình đang để cam của Toby chứ mình không để cam. Còn mình để cam cũng được rồi. Somebody's on a roll. Toby nó hay kiểu để cam lên ta linh tinh, kiểu không cho lên cho xuống. Nhiều lúc cũng hơi khó nhìn và bây giờ thì Creed bị nhìn thấy rồi, chọc stun không trúng. Có Silent lại nhưng mà Silent hơi Sida nữa, bên phía của Creed đã bị hack luôn. Không còn chọc stun nữa, vẫn còn nó finger update. Đằng sau thì Juggernaut, Miposka gặp nhau, Miracle còn nó ulti 3 chém. Thổi lửa, Miposka nằm xuống và mạng cho DK thôi. Easy KS hàng đến từ của DK Notail. Bây giờ thì Scandal đi ra hưng hững với việc có hồi sinh. Đằng này có kéo được vào vị trí của King An, được bấm mê khan lên, cúc tốc cho Lion rồi. Có trong đó đằng sau có stun vào vị trí của Scandal, một chọc stun đè của King An không thành công. Ấp trứng không được, anh cancel cái quả thả ung ti của mình. Ở đây có bay lửa lao lên tiếp. Có ping, họ ping rất nhiều vị trí của này, một mò đá stun được chuẩn xác từ bên phía của Creep. Và bây giờ thì Scandal quỳ đi.
Empire chết ba rồi. Luxia thì vẫn đang cố chạy trốn khi Moominder không còn cái chói nữa, và đó là combat thành công sau Androsa đến từ bên phía của Empire, họ lại vỡ trận. 800 tiền và 1.600 kinh nghiệm cho bên phía của Augur. Họ bình, họ thấy anh Enchan đá stun. Ồ, hơi muộn. Cái đá stun bây giờ nó di chuyển hơi chậm nên là dễ dàng né hơn so với hồi trước nữa. Ramsey gần xong rồi, chuẩn bị book 1 rồi. Trong cái đó thì Scandal đang lên cho mình những điều có vẻ như kiếm chéo. DK của Notale đã có xong Amulet, còn Jungnut của Miracle được cái Yasa. Có thể lên Manta hoặc là kiếm chéo tùy tình hình thôi. Mình nghĩ Manta ở trận này sẽ hợp lý hơn cho Miracle hơn là kiếm chéo. Bad Rider của Moon sau khi xong được cái Blink cũng đã có được tiếp Fox Star. Bây giờ đang có Smoke di chuyển ra của Empire. Nhưng bây giờ ai sẽ người đi trước đây? Là không có Blink, SF không có Disable nữa. Quá khó để có thể gọi đi bắt người từ bên phía của Empire trừ khi phải có chó đi Skarmap trước. Nhưng mà con chó thì đang dùng để farm rồi. Còn bên phía của Augur họ đang đứng nấp. Network chain thì bây giờ là 2 kinh nghiệm chênh thì bây giờ 2.000 cho Augur, còn Network đã 3k dành cho họ. Dire's bottom tower is under attack. Đẩy mid, anh em đẩy top. Vậy rồi. Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Đẩy trụ 2, trong khi đó bên phía của Augur họ đẩy 2 trụ ở mid luôn. Và bot nữa. Đổi 1 trụ lấy 2 trụ thì quá lãi cho bên phía của Augur. Radiant's top tower has fallen. Dire's middle tower is under attack. Đẩy trụ 3 luôn. Bắt bên phía của Augur phải về đép. Có Blink lên ngăn tức bị hết lại. Có chặt săn này. Có xoay đến từ bên phía của trang mắt. Đặt đá sang lần 4 luôn. Sau đó thì sao? Đàn tiếp đâu? Họ cầm một cái chói từ bên phía của Moominder. Nhưng Blink đang cung nào còn 3 giây, 2 giây, 1 giây. Có Blink rồi. Blink chói kéo mid Posca về. Và đó sẽ còn Hero support phải nằm xuống. Trong cái đó thì bên phía của Scandal Empire tất cả lui về. TP, TP, không ai cả được TP cả. Cung đao của Stun còn quá lớn từ cả của cả DK và Spirit nữa. Kiếm chéo cho Scandal, còn Afterlife mới được mê khan và chắc đang lên Pai thì phải. Hoặc cả Glimmer Cape. Kinh Nga của Lion mới chỉ là giấy máu thôi. Còn lại còn Lycan của Ramsey chắc mới có được book 1 và đang mua ra cái book 2. No tail lên thẳng AC luôn. Wow. AC thẳng cho DK, còn Jugnut của Miracle mới xong một kiếm chéo có thể lên búa bát tùy tình hình, hoặc có thể lên được cái default slow chém. Radiant's bottom tower is under attack. Rồi, Ramsey, Jugnut ulti luôn, chém với việc có rune này thì quá dễ dàng, hack được vào vị trí của Miracle nhưng vẫn còn đó no tail. Không kịp stun mà goodbye kinh ngạc, không để ý, có Blink tiếp đến từ bên phía của Bad Rider. Có ném dầu rồi và ném lửa bật ngược lại, và bây giờ thì Miracle cứ chém mất hồi, quá dễ dàng cho bên phía của Augur. Easy 3 mạng liền, mà đó là 12-6 cho bên phía của OG. Luxia có được cho mình cái hút. Trên bot thì Ramsey, Lycan đang cố gắng đẩy, nhưng bây giờ thì Chris sẽ lao ra với cái Blink của mình. Anh đợi chờ đặt đá ra lần luôn và sẽ là ulti. Ramsey đang bị dí rồi, DK hoàn toàn có thể hóa xong nếu cần thiết. Nhưng mà Lycan thì có hóa chó hay không nhỉ, đổi được quá xa. Bad Rider thì không TP kéo xuống.
book 3 cho Lycan luôn. Full book 3 rồi, Ramsey vẫn là cố gắng farm. Quốc tranh bây giờ 5.000 kinh nghiệm thì 6.000 phần 7.500. Nãy qua chúng ta thấy là nó vẫn y như cái đồ trước, một mình Ramsey cân lại 3 thằng co của OG, Jagannath, Deka và Pathfinder. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Fortified. Hai team gọi là đối trụ với nhau, không có gì đáng kể quá nhiều, nhưng quan trọng là có dám P trụ 3 hay không mới là điều quan trọng. Miracle thì xoay và chém trụ và chắc đang đưa đồ ra vào đó là cái Fury cho anh. Đợi trụ 3 luôn. Combat trụ 3. Bấm búp. Dí luôn. Bấm búp rồi, họ cần Miracle để về. Đã có giày bay cho Moonminer, anh sẽ bay được lên và sẽ bắt vào vị trí của Scandal. Chắc chắn Scandal sẽ bị tóm ở đây và cùng hạ luôn và đặt tường ra, chọc tăng vào vị trí của No Tail. Finger Blade luôn và DK ngập tức phải bắn ra rồi. Scandal đứng sau ấp chứ không ulti của Scandal nhưng cũng chỉ gọi là điều đam mà thôi. Bên phía của Empire bắn ra đến từ bên phía của DK là sau Osprey cũng ngửa hết được vào No Tail và đang có cắn, sẽ có chọc tăng nhưng không hề có đam đè nữa. Họ hết đam rồi khi mà SF đã cửa. SF đã phải lên bảng đếm số thôi, lùi về TP hết luôn. Không còn gì để cancel TP thôi. Fly không kịp đóng băng, quá đen cho anh. 1-2 cho bên phía của đế chế, đổi lại cái bách ra của DK nữa thì khá là lãi. 1.000 tiền cùng với 2k6 kinh nghiệm dành cho bên phía của đế chế. SF như mình đã dự đoán, anh đứng quá cao và ngập tức bị Barrier nó bắt mà thôi. Khá là đơn giản là cho bên phía của đế chế. Có scan nên đó là scan của Radiant. BKB, mình nghĩ BKB trận này cũng quá khó, liệu là có kịch bật hay không ấy. Điều quan trọng búp tốc cho Lion, nhưng mà không có Blink thì không bao giờ mở được combat cả. Bởi vì Lion chỉ chiến chạy vào có sai cái là ngăn, tức là Miracle sẽ xoay luôn. Auger đánh cũng khá là hay khi họ đứng nấp ở vị trí trên đồi để có thể phá được cái smoke rồi họ stick cùng nhau. Trong khi đó thì Empire cũng vậy, họ đánh cực kỳ cẩn trọng. Trên top đang có ping rồi. Cái thứ Spirit anh cần phải về người đẹp và đó là 2 TP, 3 TP luôn. Biết được rằng là bên phía Empire họ sẽ chảy cối và đẩy luôn. Bởi vì Lycan có book và chưa kể có hóa chó nữa. No Tail đợi chờ để cần một cơ hội để chói, nhưng lập tức là bên phía của Empire cũng không liều lĩnh. Họ cũng lồi. Network tranh bây giờ chỉ là hơn 5k, kinh nghiệm là 10.000. Nhưng network này chỉ 5.000 thì quá thấp và hoàn toàn có thể thay đổi được trận đấu. Và Miracle thấy được Afterlife đằng sau có cả Ramsey nữa, anh chạy luôn. Bấm giày phây và nấp vào trong rừng. Senchi cắm ra và thấy được cái ward này. Miracle đang kiểu chơi trốn tìm. Có bay lừa. Lùi về ngay.
thấy được Lion, bắt Lion rồi, kéo hóa chó ngay là đá Silent và đá Sun Ba kia Silent bá luôn, đâm ulti của Jacknut và đó sẽ là Earth Spirit cùng với Crystal Maiden ulti tuyệt vời và cũng đập thường ra của Earth Spirit cùng với Nevermore bùng cháy không đủ. Không đủ, Lion đã chết rồi và đằng sau đi DK cùng với Crystal Maiden đã nằm xuống bên phía của Augur, nhưng bây giờ thì Lion cũng đã chết. Double kill dành cho Crit và bây giờ thì Augur lùi về thôi. Empire chết 3 và bách gia của Lion nhưng không giải quyết được vấn đề gì cả. Augur thắng toàn bộ trận đấu này, 480 tiền và 3000 kinh nghiệm dành cho bên phía của OG. Thắng quá dễ, 16-10 rồi. Một combat dễ dàng khi mà Earth Spirit đã stun được 3 thành viên. Cùng đó là Silent lại luôn. BKB không hề có đến được của SF nên chấp nhận. Bùng cháy của SF ở thời điểm này gần như nó không đi ra được ra. Không hề có đam đến từ cái bùng cháy của SF cả. Mặc dù Daxia rất cố gắng để vacuum đặt tường lại để câu được combat nhưng đó là chưa đủ. Khi mà Jacknut của Miracle quá khỏe ở thời điểm này. Và bây giờ thì sẽ là Skadi. Tăng cái lượng start lên và có cái khả năng đánh slow nữa. Chói, lại kéo kinh ngạc tiếp vào đây rồi sẽ là dieback. Kéo lên đồi. Vứt trên đấy luôn. Kiểu không biết làm gì à. Ném lựu đạn xuống đồi, bắn lửa, hit cuối cùng và chết. Daxia cũng chả, kiểu Daxia cũng không ra hỗ trợ luôn. Anh sợ rằng đồng đội sẽ kiểu có thằng đằng sau nên anh cũng không ra để búp mấy khan. Illusion. Bây giờ thì cả hai team đang đánh safe rồi. Họ đánh khá là an toàn, chắc chắn, họ không hề lao lên quá cao. Đây rồi. Thấy ba người. Roshan đã có. Nhưng có vẻ như Augur họ vẫn chưa ăn, họ đợi chờ. Đánh rất cẩn trọng. Còn Miracle 3k2 tiền, DK của No Tail thì AC. Xong AC. Có scan của Raiden. Scan chuẩn xác. Wow, họ scan chuẩn luôn và ping ngay đến được một mình đời luôn. Họ ping rất nhiều, họ ping nhưng không phải. Họ đứng nấp nhưng không hề có smoke ở đây. Vậy thì họ sẽ đoán rằng sẽ là Roshan hay không đây. Họ sợ rằng rồi smoke ngược lại luôn, sẽ có bay lửa lên. Nổi lửa lên em, nhưng đã ăn xong Roshan rồi và sẽ chói vào scan đồ. Không kịp bấm BKB rồi và xua kèo. Xua kèo sẽ đồ sẽ nằm ở đây, mất hồi sinh trước. Mà bây giờ sẽ bấm BKB. Kéo lại đặt tường ra, hách được vào vị trí của Marco. BKB bấm lên vùng cháy, đá săn fingerblade và Marco 5 người, DK cũng chết luôn. Ulti Crystal Maiden sai vị trí và Blink thì té chạy đến từ bên phía của Barrider. Và Crit cũng thế nhưng mà con chó đuổi theo. Con chó đang cắn và Crit ở đây, còn TP, còn một gãy lóc nữa. TP liệu rằng được rồi, không ai cản được cả. Một đổi hai dành cho bên phía của Empire nhưng lần này họ chuẩn xác hơn. Họ để cho Scandal cầm hồi sinh và Augur đã fail. Họ núp đam hết vào Scandal và sau đó thì Scandal bấm BKB bùng cháy luôn. Hack kịp thời đến từ của King Nga để vào vị trí của Miracle luôn, không cho anh làm được cái gì trong combat cả. Và ngập tức Augur vỡ thế trận ở vị trí Roshan này và bây giờ đẩy nhà. Không có bác ra của DK. Jacknut thì còn 30 giây nữa nhưng anh cũng mua đồ luôn. Cắn luôn và khả năng sẽ mất trụ rồi. Còn bác thì hơi khó, chắc là sẽ cắn một cái nhà melee trước, à nhầm cái nhà range trước. Bác đầu vẫn đang cố câu thời gian. Đập. Vẫn đang đập. Thổi lửa để gọi là giảm đam thôi. Bấm chống. Có fortify, còn 10 giây nữa DK đã ra và Jacknut cũng hồi sinh rồi. Thôi, tôi nghĩ rằng không nên chảy cối ở đây. Tôi nghĩ rằng nên đi về đi. Cố quá sẽ thành quá cố. Ramzy có book 3, có thể bấm lên và đập nhà nhưng mà mình nghĩ rằng quá mạo hiểm ở thời điểm này. Barrider blink chói không kịp đã vacuum lại rồi, đặt đá ulti sang lên các kiểu BKB bấm lên nhưng mà Mipposca đã ngửa.
tự lập bản thân, làm gì chắc là công ty chém không được. Làm gì vẫn còn hóa chó và Amren thì mình đã bất tỉnh nhân sự và goodbye làm gì. Bây giờ tiếp tục sẽ scandal một hồi, Kinh Hà cũng sẽ mạng tiếp theo, đang sẽ bỏ mạng. Bỏ bạn đi về, đóng băng. Goodbye, đúng như mình dự đoán. Cố quá thì quá cố thôi, họ chế cố phải trả giá khi Jabrat đã ra và đấy cả cũng có đầy đủ công ty. 21-13, 1-4 cho bên phía của OG, 1.7 tiền và 5.7 kinh nghiệm cho họ. Bạn nào lag thì vào cái kênh Beam ấy, trên tiêu đề kênh stream ấy, mình đã ghi là bạn nào lag thì vào kênh Beam xem. Haste. Jack đang cầm cái ring of Aquila, à, thằng DK đang cầm cái ring of Aquila của những Miracle. Kiểu đâu biết, chả hiểu lắm. Nói chung là đoạn đấy chơi cố là sai rồi, chắc là họ tính bấm cái book xong đấy để book đập nhà, chắc không được. Nói chung là từ phía mình nhìn là nên đi về. Bọn đấy chơi cố thì họ thừa biết là họ thua, họ không hiểu cho lắm. Đấy kiểu suy nghĩ của Gosu của chúng ta đôi lúc cũng chả hiểu. Có Blink Dagger là nhiều Darkseer. Beam lag cần thoa mình không thấy, mình xem không thấy lag luôn và xbrick cũng không hề drop. Hiện tại kênh Beam có 88 người xem nhưng mà cũng chả có ai chat cả, như kiểu mọi người thích về đây chat hơn. Kênh Beam thì nhanh hơn so với talk khoảng tầm hình như là 30 giây 1 phút. Và mình đang stream cả hai kênh để phòng trường hợp lag giật, còn lộ smoke cả hai rồi bay lửa lại chói, bấm không kịp bấm BKB của Nevermore và lại ngửa. Thôi cút bài Nevermore và bây giờ thì lại cần lốc con chó, lốc nhầm và cùng bạn đặt tường finger pet chết được Osprey. Nhưng sau đó thì sao, ulti của Crystal Maiden mà không ai có thể cancel được cả, và đó cái mạng của Darkseer cùng với Enchan cũng nằm ngửa, ba mạng chết rồi đến một mạng của OG. Như tôi đã nói, cái BKB này của thằng SF nó không giải quyết được vấn đề gì, bởi vì cướp linh chói rồi không hề có sai. Lần nào thì SF cũng toàn bị động, cướp linh chói kéo về thằng SF sẽ chết. Hết chói là SF cũng ngửa, không làm gì được về cái BKB này cả. 3.900 tiền vứt vào cái BKB 10 giây này của anh gần như là quá phế vật. Mình nghĩ là thà rằng cái linh can còn hợp lý hơn một xíu nữa, bởi vì Linken còn đỡ được cái chói, Blink chói của Batrider. Còn bên phía của OG thì bộ skill của họ thì hầu như đều xuyên qua BKB chói của Batrider. Ulti của Jagnat chém rồi và đam tay của DK nữa. Thì BKB trận này cũng chỉ gọi là né cái disable của thằng Usprit và cái lực đam đến từ của Crystal Maiden thôi. Một Rage, net worth vọt lên 12.000, kinh nghiệm đã là hơn 20k rồi. Fly Lion có Blink nhưng có vẻ như sợ đằng sau lại có backup, mình gọi là dọa dồ. Có được xong được BKB. Scandal trận này mà bây giờ lên đồ máu à? Bây giờ lên đồ máu thì Skadi. Bây lên đồ máu thì chỉ còn Skadi thôi, kiểu trâu chó. Chứ chả còn gì nữa. Trận Na'Vi thì trên kênh 1 bạn ơi. Trận Na'Vi trên kênh 1. Na'Vi kênh 1 nha.
Rồi muốn butterfly. Tại butterfly với khả năng đánh mid 25% evasion. Mà mid đang bị đẩy vào không ai đép. Quá dễ dàng để bên phía của AWP biết rằng đang có smoke đằng sau. Họ thừa hiểu mà đang có ping đến được của Miracle, anh ping luôn. Anh biết được rằng là đang có người là Bader thì đang bay lửa ở đây và lô tha. Búp tốc lao lên. Xoay, hết bay lửa rồi, vậy thì không thể bắt được. Hết bay lửa thì khó để bắt được, nhưng mà bên phía của Empire không đẩy được bởi vì mid đang đẩy vào, họ phải về đép. Họ không đẩy được. Nếu muốn đẩy boss này thì ít nhất cái land mid phải đẩy được đến đây. Phải đẩy được ít nhất đến đây thì họ mới có thể đẩy được boss. Axia của Afterlife gần như hết đồ. Vẽ hoa nơi bên phía quần đồng trêu. Vẽ bông hoa luôn. Miposka đi đường gặp cướp. Miposka hy sinh luôn. Thu phục được con đệ nhưng con đệ cũng chết rồi thôi. Kiểu Kamezoko là trước khi chết. Bay lửa của Bad Rider ở đây có Senchi và họ biết được Bad đang đứng ở vị trí này. Thấy bác của Moomider rồi. Đính luôn, Moon kiểu giả vờ đây. Miracle chém nhà như không khi mà anh đã có được Skadi. Để cả cộng hóa rồng bấm Manet và bả. Bắn. Và cùng lại đặt tường. Next level từ bên phía Waterline. Bây giờ thì kinh chết luôn. BKB bấm lên của Ram nhưng không phải chết được Quýt đằng sau cho Na công ty và Scandal lại quỳ. Ông này lại quỳ. Đằng này thì Ramzy bị trói hết BKB, anh cũng buông chuột rồi, bị stun nữa. Còn không đánh nhau luôn. Biết rằng đã chết rồi. Gì. Kết thúc 2-0 mình cho bên phía của AWG. Quá dễ dàng. Combat quá dễ dàng cái nơi bên phía của đế chế. Scandal đi ra bấm BKB. Bùng cháy không làm không chết được ai cả, gần như gãy ngứa với cái bùng cháy này đến từ Scandal. Vậy các kiểu bùng búng lại bling lựu đạn bật ngược đằng sau. Osprey vẫn lăn lên có đá stun đằng sau thằng Crit kiểu chúng mày uống tí nữa Whistle Madden và goodbye SF luôn. Gì hoặc lời gọi được bên phía của Lycan 2-0 chiều hợp lại. Radiant victory.